Okay, xin chào tất cả anh em. Cho những ông nào mà chưa biết thì tôi là Dexter Ding. Tôi là founder của blog Dexter Legend, blog về thời trang nam cổ điển. Trong năm nay thì team của tôi đã thực hiện một dự án khá lớn. Đấy là lược dịch cuốn True Style của tác giả Bruce Boyer. Cho đến nay thì đã có khoảng 1/5 nội dung của cuốn sách được lược dịch sang tiếng Việt và đang tải lên blog cá nhân của tôi là blog DexterLegend.com, cũng như group Facebook về menswear mà tôi đang làm admin, là group Sartorial Guys. Thời gian qua thì qua phản ánh thì tôi thấy đa phần các dân chơi trong giới và các anh em đồng nghệ thì rất là ủng hộ cho dự án dịch sách này. Tuy nhiên có một vấn đề còn tồn tại mà tôi nhận thấy được, đấy là có một bộ phận anh em mà không có thói quen đọc sách hoặc là quá bận rộn để mà có thể ngồi đọc từng chương cuốn sách, với mỗi chương là khoảng mấy nghìn words. Cái này thì tôi rất thông cảm, bởi vì bản thân tôi cũng vậy. Mà tôi ngồi đọc cuốn sách mà dài như vậy, một word of text như vậy thì thực sự là tôi cũng không thể nào mà dành thời gian được. Đấy, vì nên là tôi đã có một cái ý tưởng, đấy là tôi sẽ làm một series video. Trong mỗi một video thì tôi sẽ ngồi và cầm cái bản dịch của cuốn sách lên. Mỗi video tôi sẽ đọc một chương. Thì cho những anh em nào mà không thích đọc hoặc là bận rộn quá thì mình có thể mở video của tôi lên và nghe trong lúc mà đi làm việc khác. Ở bên cạnh đấy thì cuốn sách của Bruce Boyer này nó còn có một cái nhược điểm. Đấy là nó có rất ít hình minh họa. Bên trong cuốn sách thì đa phần là chữ không thôi. Cho nên là việc mà làm video như thế này thì cũng có thể là một cơ hội cho tôi để tôi truyền tải cái nội dung của cuốn sách này một cách là dễ tiếp cận hơn, sinh động hơn đến anh em. Bởi vì tôi sẽ cố gắng là trong mỗi một video tôi sẽ mang những cái item, chủ đề của cái chương sách đấy đến sâu cho anh em trong video, mọi người có thể nhìn và hiểu hơn về cái cuốn sách đấy, thay vì việc mình ngồi đọc cuốn sách mà toàn chữ là chữ và thử thách trí tưởng tượng của bản thân. Đôi nét về tác giả Bruce Boyer thì đây là một nhà văn, một biên tập, gọi là lão thành cách mạng rồi trong cái giới thời trang cổ điển trên thế giới. Ông này thì có thể không nổi tiếng lắm ở trên các cái mạng xã hội như Facebook hay là Instagram, bởi vì ông ấy cũng rất là già, rất lớn tuổi rồi. Ông không có tài khoản mạng xã hội riêng, nên là có thể đối với một số anh em mà mới chơi ấy thì không biết đến Bruce Boyer. Tuy nhiên là thực ra Bruce Boyer, những cái chia sẻ hay là hình ảnh của ông thì thường được đăng tải lên trên những cái trang mạng xã hội hay các cái kênh thông tin, các tạp chí mà uy tín về classic menswear ở trên thế giới. Mọi người có thể không biết Bruce Boyer, nhưng mà chắc chắn là rất nhiều người biết Hugo Jacomet, là blogger Parisian Gentleman. Thì trong series video Sartorial Talks của ông này trên YouTube, Hugo Jacomet có một video mà tôi không nhớ, không chính xác lắm, nhưng mà hình như là cái tiêu đề của nó là The Truth About Spinzatura. Thì trong đó Hugo Jacomet có nhắc tới cái người bạn già của mình là Bruce Boyer như một ví dụ điển hình cho Spinzatura. Những bạn nào mà, những anh em nào tò mò chưa xem video này thì nên xem series Sartorial Talk của Hugo Jacomet, là series rất là hay. Đôi nét về cái cuốn sách nữa, cuốn sách mà tôi đang nói đến ở đây, đây là cuốn True Style. Tên đầy đủ của nó là True Style: The Histories and Principles of Classic Menswear. Cuốn sách gồm 26 chương, bao quát những cái gọi là kiến thức này, kinh nghiệm và quan điểm riêng của Bruce Boyer về thời trang nam cổ điển. Thì dự kiến ấy là cái dự án dịch sách này thì tụi tôi sẽ hoàn thành ở năm 2021, ở khoảng tháng 4 hoặc tháng 6 dương lịch. Thì cái series mà đọc sách này tôi cũng sẽ cố gắng để thực hiện nó song song cùng nhịp độ với cả việc mà dịch sách viết. Vậy thôi, cảm ơn anh em đã theo dõi.